Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay Đê Game HD. Mình là Son, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Son cũng xin kính chúc cho bạn và gia đình của bạn thật là nhiều sức khỏe. Rồi, thì bây giờ Son xin mời các bạn đi vào trải nghiệm game Hay Đê với Son ha. Rồi, thì hôm nay ở trong clip này thì Son cũng tiếp tục chuỗi series đi tham quan farm của tất cả các bạn ha. Rồi, thì cũng có vài bạn comment là hỏi Son cái trong trống này nè, mua ở đâu. Thì cái trong trống này, cái sự kiện mua nó qua các bạn, có nghĩa là cái sự kiện nó bán ở trong đây nè, đây những sự kiện ưu đãi nè các bạn đó. Thì cái sự kiện nó qua cũng chắc cũng vài bữa rồi, thì chắc khoảng năm sau nó mở ra nó bán tiếp. Thì các bạn nào mà muốn mua thì chờ sang năm sau ha. Rồi có bạn kia cũng hỏi Son á là hướng dẫn cái cách nạp thẻ ở trong game Hay Đê. Bạn muốn nạp thẻ ở trong game Hay Đê á, bạn thấy cái dấu cộng ngay cái mục kim cương không? Hiện tại Son có 2065 nè. Bạn bấm vào cái dấu cộng ở này ha. Đó. Rồi, thì bạn kéo qua bạn chọn những cái gói kim cương nào mà bạn mua ha. Bạn chọn ví dụ US thì bạn muốn nạp thẻ. Bạn phải cài đặt phương thức thanh toán. Chẳng hạn như bạn sẽ tạo cái ví Momo ha, cài đặt phương thức thanh toán là ví Momo, thì khi bạn bấm vào nạp thẻ thì nó sẽ tự động từ vào tài khoản Momo của bạn ha. Còn Android thì nó sẽ dễ hơn, là bạn bấm vào những cái gói mà bạn muốn nạp á, thì nó sẽ cho bạn chọn một là thanh toán bằng thẻ ngân hàng, hai là thanh toán bằng thẻ Viettel. Nó thì có hai phương thức chọn. Thì nếu bạn có thẻ ngân hàng thì bạn sẽ chọn thẻ ngân hàng, còn nếu bạn không muốn thanh toán bằng ngân hàng thì bạn sẽ chọn nạp bằng thẻ Viettel, hoặc là nói chung nạp bằng thẻ điện thoại ha. Đó, thì rất là dễ. Thì bạn chỉ cần chọn vào cái mục kim cương này nè, đó. Hai dấu cộng, có dấu cộng ha. Bấm vào đó bạn chọn những cái gói nào mà mình cần nạp thì rất là dễ nha. Có US thì nó phức tạp hơn cái là mình phải cài đặt phương thức thanh toán bằng cái ví Momo hoặc là thẻ Visa của mình. Đó. US thì nó khó hơn xíu, còn Android thì nạp rất là dễ. Tại vì mình không có ví Momo hoặc là thẻ Visa, thì mình nạp bằng thẻ điện thoại, thẻ Viettel, Mobi hay là Vina, nói chung cái nào cũng được. Miễn thẻ điện thoại là nạp được ha. Rồi, bây giờ trả lời hai vấn đề của hai bạn xong ha. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục cùng Son đi chiêm ngưỡng những cái ý tưởng của tất cả các bạn và bạn bè của Son ha. Và các bạn ơi, các bạn đừng có vội nha, tại vì bạn bè của Son hiện tại rất là nhiều. Thì Son sẽ tham quan bên cái bạn bè là kết bạn bằng mã nè, là bạn bè trong trò chơi nè trước, rồi xong là Son sẽ qua bên cái mục Facebook ha. Qua bên cái mục Facebook thì các bạn từ từ, tại vì trong một clip thì không có tham quan hết được tất cả các farm. Hy vọng các bạn cũng từ từ ha, thông cảm, chứ một lúc rồi Son không có làm được thì Son phải chia ra nhiều clip để tham quan từ từ. Thì nói chung là một chuỗi series, ví dụ 10 clip thì không hết, thì 20 clip cũng sẽ đến, Son sẽ đến thăm cái farm của bạn để học hỏi ý tưởng ha. Các bạn cũng thông cảm ha, đừng các bạn hối quá, nhiều khi Son cung tay á, Son làm không được. Hy vọng các bạn cũng thông cảm Son nha. Rồi, thì bây giờ Son mới có một thành viên mới kết bạn với Son, và cái thành viên này chắc ở trên Facebook nói ra các bạn cũng biết, đa số các bạn đều biết ha, tại vì các bạn này hay đi hóng lắm. Đây, thì mình sẽ qua cái farm này bạn trước. Rồi, thì các bạn nào biết cái farm của bạn này á thì hãy để lại bình luận bên dưới cho Son biết ha. Tại vì các bạn này là best hóng rồi. Có nghĩa là đi cái mục nào bạn cũng là fan cứng rồi các bạn. Đây, cái farm của bạn bông level 150 nè. Bạn bắt cáo, bạn lùa qua đây nè. Có bạn hỏi là lùa cáo qua cái mục bên thuyền này được không, thì được nha. Quan trọng là mình lùa qua đây và mình lưu nó lại ha. Mình lưu nó lại đây, bạn này bạn lưu lại bằng đất nè các bạn nè, lưu nó lại bằng đất nè thì nó không có thoát ra đó. Đây cái farm của bạn nè. Ủa, cái cây này là làm sao có ta các bạn ơi, cái cây này là làm sao mình để có cái cây bông này nè các bạn, sao không thấy ta, mình mở khóa con gì mà có cái cây bông này ta. Các bạn nào mà có cây bông này thì hãy để lại bình luận bên dưới cho Son biết, để Son biết cách Son mở khóa cây bông này ha. Rồi, đây là cái farm của bạn bông level 150 nha các bạn. Wow, bạn quá trời mới cài luôn. Các bạn này là gọi là thánh test ha. Các bạn này thánh test. Bạn nào mà cần test mấy cài ha, test đây, test những cái tượng này nè, thì bạn hãy liên hệ với bạn bông này ha, là thánh test ở trong game 2D nha các bạn. Đó, thì nói chung các bạn này rất là tốt bụng luôn. Nếu mà mình không biết gì mình hỏi bạn là bạn rất là nhiệt tình, bạn chỉ mình rất là nhiệt tình. Cho nên các bạn nào mà cần á thì liên hệ
Trời ơi, đang làm clip mà. Mà ai nhắn tin quá trời luôn. Đó, liên hệ bằng này, cái mấy mấy cài này chắc vẫn test không nữa bạn. Đó, vẫn test quá trời luôn không. Thánh test ở trong ở trên Facebook đó các bạn. Đó, rất là nhiều. Ủa cái này sao đẹp vậy ta? Mấy cái đồ dài này ở đâu à? Rồi, đây. Các bạn rất là nhiều đồ test ra ha. Đó, mấy cài không nữa bạn. Chân nghĩ mấy cài này là mấy cài test á, chứ không phải bạn mua đâu. Đó, đây. Cái file của bạn là đồ đặc biệt không à. Đây, rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái mấy bên này thì bạn chưa có làm nhiều. Và mình sẽ qua bên thị trấn ha các bạn. Ồ, thị trấn của bạn cũng làm mê cung nè các bạn. Đây, thì các bạn nào mà chưa biết làm mê cung á thì các bạn cứ nhìn làm. Bạn nhìn y như vậy thì bạn sẽ làm y chang vậy thì người ta sẽ đi theo cái mê cung của mình ha. Đó. Nè. Các bạn nhớ ha, hai bên đây là bạn phải làm kính hết nha. Nè, kính hết, đây, bên đây và bên đây ha, bên đây nè, đó, bạn phải làm kính hết như bên đây. Và ở giữa thì bạn sẽ làm đường đi như thế này. Nó có lối đi thoáng rồi ha, cho người ta đi ha. Đó, thì lúc đó người ta mới sẽ đi nha. Còn nếu bạn làm kính thì người ta sẽ đi xuyên qua nha, các bạn lưu ý ha. Rồi, ở ngoài đây bạn làm cũng rất là đẹp nè các bạn. Ngoài đây làm rất là hay nè. Nhưng mà có cái nghịch lý là ở đây làm sao mà cỏ mọc được nè. Hơi nghịch lý ha. Còn ngay đây là đẹp nè, hợp lý nè, có đào hố nước đâu được nè, đó. Có cỏ mọc ở đây hơi nghịch lý. Rồi, ok, đó, à, đoạn ngoài đây đẹp ha. Bạn này làm ở cái đường ở ngoài biển này đẹp nè, rất là đẹp luôn. Giỏng thì bạn cho ra đây nằm luôn. Cái giỏng thì thuê chắc phải 300 ngàn nè. Mấy ngày lễ thì 700 ngàn ha. Như ở Vũng Tàu á, mấy ngày lễ mà mình thuê cái giỏng này chắc 700 ngàn á. Rồi, mình qua mấy anh đây. Qua wow. 1, 2, 3, 2, 4, 6 cái liều hả bạn, 6 cái liều của đuôi ngựa. Đây thì cái pha cái sơ đồ trong cái tàu hỏa của bạn nè. Nói chung là nhiều đồ đặc biệt không à. Trời ơi, cây này mọc quá trời luôn. Qua <Wow. cười> nói chung rất là đặc biệt ha. Nhìn rất là đặc biệt. Rồi. Rồi mình tiếp tục các bạn ơi. Bữa mình qua tới bạn Rosie không? Mình ngưng. Đây bạn Rosie rưng. Giờ qua tới bạn level 85 nè. Hiện tại nó bị lỗi phông chữ. Bạn Zan. Za. Cái tên này khó đọc quá. Zanebi hả? Cái tên này sao đọc cũng được các bạn ơi. Wow. Cái mẫu khoan này đẹp các bạn ơi. Cái mẫu khoan này đẹp ha. Đó. Đó, mẫu farm kiểu này rất là nhiều bạn thích luôn nè các bạn. Đó, mẫu farm này bằng su không à. Đó, bạn nào mà thích cái mẫu farm như su như thế này á thì các bạn có thể nhìn đây và mình sẽ chế biến thành ý tưởng của mình ha. Nó che máy rồi hết trơn nè. Ô ngoài đây thì bắt ghế. Nó ngoài đây thì bắt ghế nè, để những cái ghế ngồi. Khúc này đẹp đó bạn ha, cái đoạn ngay đây đẹp nè ha, nhìn đẹp. Mấy bên đây thì được hai cái máy cài và phân lô rất là gọn gàng. Này chắc bạn nữ rồi, này nữ chơi à. Rồi bây giờ mình sẽ qua khu thị trấn xem cái sơ đồ ngoài đây bên sao. Không, lại thêm cái mê cung nữa các bạn. Đây mê cung này hợp lý nè, mê cung này người ta đi được nè, nè người ta đi vòng vòng nè ha, đi vòng vòng nè. Đó. Đó, các bạn cứ nhìn làm mê cung rất là dễ ha. Nó rất là dễ. Mình làm được một lần rồi cái lần sau là mình tự chế biến ra. Là mình tự hiểu ra các bạn, đó. Nhưng mà hơi chống chảy các bạn ơi. Ha, hơi chống chảy, nó không có cái cây gì che hết. Nắng quá nắng. Rồi mình tiếp tục qua bên đây. Qua bên đây cũng ủa sao bạn này mới mở được có con à? Level 85 mà mới mở được có con à. Vậy là bạn này không có cài cái mảnh ghép ha. Mở được con thôi. Rồi, thì bây giờ mình tiếp tục qua bạn Thương Bé. Ok. Bạn Thương Bé thì trồng cây anh đào quá trời luôn. Cây này cây gì ta? Cây đào. Rồi. Hiện tại thì bạn chỉ trồng trọt và chăn nuôi sản xuất thôi các bạn. Có khi nào là đây là nếp phụ không? Đó. Wow, cáo ra quá trời luôn nè. Đây bạn nào chưa biết cách bắt cáo á
thì nhìn ha, có nghĩa là bạn để cái đường đất bên đây, một đường đất bên đây y chang rồi nè. Nó rồi bạn để cái ô đất này nè song song với cái ô đất bên đây ha, nó hai bên song song ha. Đó là cáo nó sẽ lưu lại nè. Đây bạn thấy ô đất cà gót này không nè, nè ha, nè nó song song với ô bên đây ha, nó mới lưu lại nha. Còn các bạn mà ví dụ để xa quá hoặc để gần quá thì nó sẽ không có lưu lại được ha. Các bạn cứ để song song y như vậy thì cáo nó sẽ lưu lại được cho các bạn ha. Rồi mình sẽ qua bên khu thị trấn. Khu thị trấn hiện tại bạn chưa có mở hết nữa. Rồi bên đây cũng không bạn đốn hết rồi nhưng mà bạn chưa có đầu tư. Rồi mình tiếp tục qua một cái farm của bạn Thỏ. Bạn Thỏ level 83. Đây là cái farm của bạn Thỏ level 83 nữa bạn. Đó. Thì hiện tại bạn chưa có đầu tư nhiều các bạn ơi. Chưa đầu tư nhiều. Đa số những cái bạn mà farm cứng của Son á level 50 40 thôi là cái farm cực kỳ đẹp các bạn. Những cái level sau, những cái clip sau chắc chắn sẽ đến thì các bạn thấy cực kỳ là hấp dẫn luôn. Những các bạn đó thích trang trí lắm. Đây là thêm cái mê cung nữa các bạn. Nè mê cung nè, đó. Đó người ta cũng đi nè, đó người ta đi vòng 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 nữa các bạn đó ha. Rồi mấy bên đây. Mấy bên đây cũng chưa có đầu tư các bạn ơi. Đây, hiện tại level thấp ít có bạn nào mà đầu tư bên cái nông bên cái thị trấn lắm á. FC vui vẻ Phong thì bạn này không có trang trí gì nhiều ha, chỉ cái farm thôi, cái farm trang trí, farm sản xuất thôi. Ở bên đây thì bạn cũng không có trang trí gì nhiều luôn, nói chung là không có đầu tư bên đây, hiện tại là chưa có mở cái này luôn. Rồi sẵn cái clip này luôn, xong sẽ hướng dẫn các bạn, những bạn nào mà chưa biết cách mở khóa cái những con thú ha, mở khóa cái này nè, thì các bạn ha, bạn mở cái lô đất này nè, bạn thấy lô đất này không, bạn mở cho nó thông ra đây ha. Những cái lô đất này nè, bạn mở làm sao cho nó thông ra cái mương này nè, các bạn thấy xong bấm chuột đây không, đó nó tụng 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 ha, đó thì bạn mở làm sao những cái lô đất này bạn mở thông ra đây thì bạn sẽ mở phá được cái cuốn sổ mà để mình thu hoạch bánh ghép ha các bạn. Đó bạn lưu ý ha, bạn mở những lô đất này làm sao có một cái lô nào đó nó thông đi thông ra đây được, đó mình thông ra đây được, thông ra tới đây thì chắc chắn là mình sẽ mở phá được cái cuốn sổ mình mở bánh ghép ha. Đó các bạn lưu ý ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục. Bạn level 82 bạn của bạn Thơm. Đây bạn level bạn Thơm nè, level 82 các bạn. Đó. Rất là luôn luôn. Đây thêm một cái này gọi là cái gì ta? Cảnh nhân cung ha. Cảnh nhân cung. Nhớ nhớ của bạn Đinh Hoàng cảnh nhân cung luôn. Hồi đó xong nhìn không ra. Qua wow, bạn này chắc nữ đúng rồi nè. Đó, bông hoa đầu quá trời luôn nè. Chio rất là gọn gàng hả các bạn. Qua wow, những cái cây màu này rất là đẹp luôn nè, đó. Mấy bạn bạn này Chilo bạn chơi rất là kỹ luôn á, đó. Hai bạn chơi rất là kỹ. Rất là gọn gàng luôn ha, không có bề bộn. Đó, thôi. Ủa cái máy Blue Tucker. Bạn này vẫn lấy được Blue Tucker nữa bạn. Blue Tucker nằm ngay đâu ta? Như nằm đây nè. Blue Tucker như nằm đây nè. Cái cây này bạn cũng lấy luôn rồi. Bạn lấy ra có mấy cây à? Rồi, mấy bên đây ô. Oh. Wow. Bạn ship cũng rất là đẹp nè các bạn, đó. Rồi, bây giờ mình vô thị trấn ha. Rồi. Qua wow, nghe biển đẹp nè các bạn. Đó, nghe biển nhìn ship kiểu này thấy nó bằng phẳng quá ha, rất là bằng phẳng luôn. Rồi. Rồi ở đây thì chưa có trang trí nhiều. Mé bên đây thì cũng chưa có trang trí nhiều nè. Nói chung ở trong đây ít có ai đầu tư lắm các bạn. Không mua đồ ở shop thì là cái nick phụ rồi. Rồi qua bạn Quỳnh. Quỳnh level 79. Trời ơi. Wow, nhìn mấy cái bậc thang nhìn đẹp nha. Đó. Mấy bạn đa số mấy bạn làm nước ở đây á, xong hít ghê các bạn nè ha. Có những cái nước ngay cái nhà chính á, ngay sân trước chính á, ha, nhìn thấy đẹp ha. Có công nhận hợp lý nè. Nước đây có cây có mấy chim bay nè, rất là hợp lý luôn, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi ở sau đây á, I love you. Đất thì đất chi lô luôn, máy móc chi lô, nhưng mà thấy đoạn này hơi trống các bạn. Hơi trống trải ha. Ở trong đây thì cũng được.
ổn nè. Chỗ này mình còn trống quá. Ồ, ngay đây đẹp nè, những cái cây nè, đó ha, đẹp ha. Rồi ở đây sau đây thì trồng trọt chăn nuôi các bạn. Qua mấy anh đây coi, mấy anh đây bạn mới mở sơ sơ thôi. Rồi mình sẽ qua đó, thêm một cái mê cung nữa bạn. Đó nè, cái thị trấn nè, thị trấn vẫn làm mê cung nè, để cho đi vòng. Hợp lý ha, cái mê cung này hợp lý nè các bạn. Nè, mê cung này là hợp lý nè. Đó là đi á, ok, không có đi xuyên ha, mê cung gì là hợp lý. Rồi ở ngoài bờ biển người ta, bạn này làm cũng rất là đẹp luôn nè, nó mấy cá, cái hàng rào cá che lại hả, cái này chắc thành Vũng Tàu rồi, chỉ cho ngắm biển thôi, không có cho xuống tắm ha, không có đường xuống tắm nè. Mấy con cá đứng đây là đó. Xe xuống đây ngắm biển, ok, rất là hợp lý luôn. Wow, đầu tư mấy ở đây cũng công phu quá nữa các bạn. Rồi thì nói chung ổng ngay đây đẹp các bạn. Các bạn ơi, ở clip sau Son sẽ làm cái clip mà lưu ý các bạn ha, có những cái mình không nên trang trí ha. Son sẽ nói về những cái mình trang trí, có những bạn trang trí xong bị super sale khóa 1-2 ngày luôn, tại vì mình trang trí không đúng. Không đúng, nói chung là trang trí nó thôi, để clip sau Son nói đi, chứ clip này mình đi tham quan mà. Có nghĩa là bạn clip sau Son sẽ lưu ý các bạn là không nên trang trí những cái gì. Các bạn trang trí vào những cái mà vi phạm cái nguyên tắc của super sale, nó sẽ khóa nick các bạn ha. Hôm bữa Son có sưu tầm vài vài ảnh các bạn là bị khóa nick, không mua đồ shop thanh 79 nè. Wow, bốm bốm rất là đẹp luôn các bạn, bốm bốm rất là nổi tội luôn nè, đó cực kỳ là đẹp ha, bốm bốm rất là đẹp luôn các bạn. Rồi ô, chữ hay đây sau đây nè, bạn này vẫn làm cái nhà 79 mà làm nhà rất là công phu luôn các bạn, cực kỳ công phu luôn. Wow, nguyên cái cây mai, sao cây mai này lãng nhất rồi trời. Các bạn thấy cái mai lãng không, sao cái bông ở giữa cây nè. Cái bông nó mọc ngộ vậy. Có thể bỏ cái bông ở giữa ra không, sao cái bông kỳ vậy ta. Nguyên cái bông ở giữa cây mai luôn, cây mai là rất đặc biệt ha. Đó, đây cái cây mai nữa bạn đó. Rồi ở sau này thì trồng trọt và máy móc sản xuất. Mấy bên đây thì đất trồng và bét. Có một con bướm này rất là nổi nữa bạn ha, rất là nổi bật luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua thị trấn có gì đặc biệt không. Qua wow, cái thị trấn vẫn làm đẹp nè các bạn. Bạn này đầu tư thị trấn nè, có bao nhiêu cái ấy vẫn đem ra ngay đây hết trơn rồi. Đó, bạn này vẫn đầu tư cái thị trấn rất là đẹp luôn nè các bạn. Đó ha, nhìn bắt mắt ha, có lối đi đâu cho người ta nữa bạn. Đó đó ha, người ta đi đó. Chắc là hay luôn, trời ơi tàu mới đến nè, ta đi tùm lum tán lộn hết trơn các bạn ơi. Ha, người ta đi tán lộn hết trơn à. Rồi qua mấy anh đây, cái gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy. Bạn này vẫn chịu chơi các bạn. Để bệnh nổi mấy con này nó không có chỗ đứng luôn nè, trời ơi khiếp. Ba màu, màu vàng, màu hồng và màu trắng. Cái phao này rất là đặc biệt ở cái ở trong cái tàu hỏa ha, đó rất là đặc biệt luôn. Có nhiều để là hết trơn, không có đường đi luôn. Rồi thì mình tiếp tục. Bạn kim cương 78, kim cương đen. Hiện tại kim cương đen thì chưa có đầu tư gì ha, chưa có đầu tư gì hết. Có được một cái máy cài nè, chắc cái máy cài này là test được nè. Rồi mình qua thị trấn xem. Qua thị trấn thì những cái cây đèn quá trời luôn, chưa có đầu tư luôn. Nè đây các bạn ha, bạn mở thông ha, các bạn thấy không, mở thông một cái mảnh đất ra nè, nè thấy thông qua không, là mình sẽ mở khóa được cái cuốn sổ mảnh ghép ha. Các bạn nào mà chưa biết thì lưu ý ha, là mình mở thông cái đất này nè, nó các bạn thấy thông không nè, thông qua nè, nó thì các mình sẽ mở khóa được cuốn sổ này ha, nó ha. Rồi thì bạn này chịu khó cài mảnh ghép lắm nữa bạn, cho nên mới có 78 mà 1 2 3 4 5 con rồi bạn cài mảnh ghép.
bạn chịu khó cài mảnh ghép nha ha. Ở bên đây thì chưa có đầu tư, mình qua mấy anh đây coi, chưa có mở luôn. Rồi qua tới bạn Kiều Nhi. Kiều Nhi 78. Cái gì mà bỏ chùm lum trong đây vậy? Đàn nguyên vàng đàn luôn. Rồi Kiều Nhi 78 thì lấy cây ô liu che máy ha, che máy. Rồi bạn Kiều Nhi này chắc không có chơi nít phụ nè. Bạn Kiều Nhi nếu có điều kiện thì chơi hoài nít phụ ha, để trồng những cái cây này ở bên nít phụ mình nè, để tiết kiệm diện tích đất cho cái nít chính của mình ha. Cũng cáo quá trời luôn nè bạn. Đó, cáo quá trời cáo luôn. Kiều Nhi K chấm Nhi là Kiều Nhi. Rồi ở trước này cũng có bàn tiệc đâu nè bạn. Đó ha. Rồi mình qua bên thị trấn xem. Wow. Bạn bạn này vẫn làm là người ta đi xuyên nữa bạn, không có đường vô. Biết sao người ta không có đường vô cho nên người ta đi xuyên qua ha. Nhìn làm như cái thành phố hả bạn, mà nhìn sân nhìn không ra ha. Bạn này vẫn làm là người ta đi xuyên qua ha. Đây cái mẫu thành phố nữa bạn, kiểu như nhà cao tầng nhà lầu á. Các bạn nào mà thích cái mẫu này thì chụp hình lại xong để nguyên cái ảnh luôn, các bạn chụp hình lại các bạn ship theo ha. Đó rồi bây giờ đây thêm cái thành phố nữa. Cái kiểu như cái nhà cao tầng đúng không bạn ha, mình tưởng tượng đúng là cái nhà cao tầng đúng không, nhưng mà xong nhìn nó không ra các bạn. Có nhiều bạn nói nhà cao tầng thì xong tưởng tượng ra xong chạm chấp nhận nó là nhà cao tầng, chứ nhìn nó không ra nhà cao tầng chút nào hết. Không biết các bạn nhìn ra chứ sao nhìn không ra nha, nhìn không ra. Cái này là cái toilet. Mấy bạn này lấy những cái toilet để xây là nhà cao tầng. Cái này là những cái toilet nè, các bạn lấy nó lên đó bạn sẽ thấy nó là cái toilet ha. Có toilet bằng vàng nữa, toilet bằng vàng mình mua bằng kim cương. Rồi mấy bên đây cũng có trang trí một vài cái nè. À, rồi Kiều Nhi. Rồi qua tới bạn Ý. Các bạn nào mà các bạn Facebook với Son thì chắc vài clip nữa là tới nha. Các bạn đừng có nôn quá ha. Rồi bạn Ý. Tên quá đẹp. Oh, Chilo sẵn rồi nè, Chilo hết rồi nè. Đó. Rồi thì hiện tại chưa có ý tưởng gì mới ha. Mình sẽ qua bên nè. Chưa có luôn các bạn ơi, hiện tại là chưa có đầu tư gì hết. Rồi mình tiếp tục qua bạn bạn Phúc Cute. Đây là farm của anh Phúc. Wow, level 77 nè các bạn. Đó, lúc trước các bạn có xem theo dõi không, nhớ cái farm của anh Phúc này á, cây cây ăn trái quá trời luôn mà Son góp ý. Bây giờ ảnh đốn hết rồi ha, không đến hết rồi, đốn hết giờ còn sơ sơ thôi. Ủa cái những cái này là cái gì mà sao nó trống như vậy, những cái máy sản xuất hả? Chỗ này còn trống trải quá ha. Wow, cái này là cái gì, trái tim mà sao thấy ngộ vậy. Trái tim này, trái tim nhìn thấy lạ quá. Rồi mình qua bên đây xem. Wow, khúc này đẹp nè. Có cây ăn trái đầu che những cái chuồng của mình, là chuồng chạy lại nhìn thấy nó gọn hơn ha. Rồi rồi ở trên đây nhìn rất là đẹp mắt ha. Nhưng mà những cái cây ô liu này nè, mình thay bằng những cây màu thì đẹp hơn các bạn. Mình thay những cây ô liu bằng những cây màu, cây màu đỏ, màu tím, màu vàng á, để vô thì nó đẹp hơn, nó hợp hơn ha. Cây ô liu thì thấy nó thô quá. Qua cây vàng nhiều quá, tường vàng đâu quá trời luôn. Lâu lâu qua nhà anh Phúc thì thấy nó gọn lại á, rất là gọn. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên hiện tại thì chưa có đầu tư bên đây luôn, chưa có mở phá những cái con vật này luôn. Thì mình mở thông cái này qua thì mình sẽ mở phá được cái cuốn sổ đây ha, là mình sẽ mở phá được, mình nó sẽ ra mảnh ghép cho mình. Còn nếu mình không có mở thoáng ra thì mình sẽ không có nhận được mảnh ghép nha các bạn lưu ý ha. Rồi bên đây thì anh Phúc vẫn chưa có làm. Jesse 75. Hiện tại đây là cái farm của bạn Jesse và bạn không có đầu tư gì hết. Máy móc này ship gọn gàng thôi. Và cây chết quá trời luôn. Quá trời cây chết luôn. Rồi thì mình sẽ
Rồi bên đây cũng chưa có đầu tư luôn các bạn. Nè, thấy không các bạn, thấy không, đây là mở thông qua các bạn thấy không. Đó, mình mở thông qua vậy thì mình sẽ mở được cuốn sách này ha, các bạn lưu ý ha. Rồi khi mà mình mở cuốn sách thì cái mình làm nhiệm vụ nó mới ra mảnh ghép cho mình, còn mình không mở cuốn sách thì mình không có nhận được mảnh ghép, các bạn lưu ý ha. Huy level 75. Wow, cái farm level 75 của bọn Huy nữa bạn, rất là gọn gàng luôn đó. Trời ơi, bạn này có cái thẩm mỹ đẹp nè đó. Ha, nhìn rất là gọn luôn đó. Wow, ồ bạn này mua nhiều cây đỏ luôn nữa bạn đó. Khi mà cái farm mình có những cây đỏ, cây tím, cây vàng nó để vô á, thấy cái farm mình nó màu sắc á, nó sặc sỡ, nó nổi lên ha. Đó các bạn thấy không. Ok, như vậy là rất là hợp lý nè. Và nhưng mà cái đoạn này không hợp lý ha. Tự nhiên lấy cái tường trắng ngang, trắng ngang này có đường vô không? Không có đường vô nè. Đó ha. Nói chung nhìn nó đẹp gọn nhưng mà tính ra cái logic á thì nó không logic ha. Tại vì bây giờ bạn muốn qua bạn thu hoạch sữa bò, thu hoạch thịt heo, thu hoạch lông cừu á thì bạn đi bằng cách nào, đâu có đường vô đâu đúng không? Tại vì nó không có logic ha. Nhưng mà rất là đẹp luôn, rất là gọn gàng luôn các bạn. Đó. Rất là gọn. Rồi ở đây thì hiện tại chưa biết là đang có ý tưởng gì. Đất thì 75 mà mở đất tới đây là thấy là giỏi rồi đó, cực kỳ giỏi rồi đó. Xem bên đây có mở không, mở được hoài không. Rồi thì ở đoạn trước này đẹp ha, nhìn nó mát mẻ với lại nó rất là gọn gàng thấy không bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên tàu hỏa thì hiện tại chưa có đầu tư, mở được 2-3 con. Tạm thời mở được 3 con nữa bạn. Rồi qua bên bạn thì tan level 74. Thì tan 74 được cái máy cài nữa bạn. Cái máy cài là rất là nhiều bạn mơ ước luôn nè. Chắc là mở test hộp quà có ha. Ô đất. Hai cái máy cài. Có tượng nữ thần tự do luôn nè, đó. Rồi thì qua 74 mà mở đất tới đây cũng là rất là giỏi luôn nè, rất là hay luôn á. Chắc bạn này chơi lâu rồi. Mở bên đây luôn nè. Các bạn mở như thế này là bạn vụ cáo được rồi nè bạn ha. Bạn nào mà mở đất như thế này là sẽ vụ cáo ra được rồi ha. Đó. Mình qua bên thị trấn. Thị trấn bạn cũng mở được mớ đất rồi nè mà chưa có đầu tư gì hết ha. Wow. Chưa có đầu tư gì hết. Rồi, thì mình tiếp tục tới bạn Lon level 74. Đây là farm của bạn Lon level 74 các bạn. Ồ. Sang quá. Để hai cái máy làm thức ăn, lấy kim cương trang trí vòng vòng luôn nè. Ồ, có con thỏ nhảy luôn các bạn. Chắc qué nông chạy được trước bạn có nạp thẻ ha. Nạp qué nông chạy á cho nên mới có cái con thỏ nhảy này nè. Đợt đó thì do điều kiện kinh tế không cho phép cho nên Sơn không có lấy được cái con thỏ nhảy này. Chứ thật ra con thỏ nhảy này rất là đẹp các bạn. Cái ảnh động á, trong game 2D á, cái trang trí nào động á, thường thường hay cái trang trí đó hay đẹp các bạn. Tại vì nó làm cho mình chú ý lên á. Cái trang trí động á, là mình cứ vô, mình vô farm là mình thấy nó là mình chú ý đến nó liền à. Đó đa số ha. Các bạn không, vô là thấy cái thỏ nó nhảy lên ha. Đó là cái ảnh động á, là đa số người ta nhìn vô để đập vô mắt người ta. Ồ, bạn này có lấy con dê nữa bạn. Con dê có nhiều bạn có cái suy nghĩ giống Son là nhìn cái mặt nó điệu điệu phải không? Mà các bạn thấy thật là cái mặt con dê này nó điệu điệu không bạn? Đó, các bạn nhìn kỹ ha. Phải nó điệu không? Đây, nó nhìn mặt nó điệu vô cùng luôn. Nó liếc liếc mình ha, nó liếc 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 và nó đứng cái tướng. Nó đứng cái tướng cũng điệu nữa, nói chung nhìn nó là biết nó điệu rồi. Không biết các bạn nào mà nhìn nó không có điểu thì để lại lượt bên dưới chứ. Son nhìn nó thấy cái mặt nó điểu điểu hay nó nhìn điểu mình á. Các bạn thấy không? Nó nhìn điểu rõ ràng. Nó nhìn điểu rõ ràng luôn. Rồi, thì thôi mình trả lời vấn đề. Mình qua thị trấn ha. Thị trấn bạn này cũng không có đầu tư. Đó, cũng có thả những cây hút bớm vô. Cái này cái nhà bảo vệ nè. Cái nhà để bảo vệ mấy cái này nè. Rồi, tiếp tục bạn phỏng. Wow, phỏng. Bọn phỏng này chắc đi lấy ý tưởng từ đâu nè. Nói chung cái bậc thang này rất là nhiều người sử dụng nha các bạn. Rất là nhiều người sử dụng luôn, từ đây vòng qua đây và để cái cổng chào ở đây. Rất là nhiều bạn sử dụng luôn.
Nói chung cái sườn của bạn này thấy đẹp á, nhưng mà hiện tại chắc do kinh tế chưa cho phép hay sao mà bạn chưa có đầu tư nè. Đó, bạn mới làm cái sườn thôi bạn ha, mới làm cái sườn thôi, chưa có làm tổng thể cái farm, nhưng mà thấy cái sườn vậy là thấy ok rồi đó. Cố lên bạn Phỏng, cố lên nha. Rồi mình sẽ qua thị trấn. Thị trấn bạn này có đầu tư thị trấn nữa bạn, rất là nhiều khách nè, chắc mở full nhà chính nè, cho nên khách rất là nhiều. Thị trấn thì bạn không có đầu tư luôn các bạn ơi, thị trấn thì bạn không có đầu tư luôn. Rồi thì hiện tại mình thời gian hiện tại cũng 30 phút rồi ha, thì tới văn phòng thì tạm ngưng clip, sau á thì tiếp tục chắc khoảng 2-3 clip nữa là sẽ qua bên bên bạn bè Facebook thôi các bạn. Thì các bạn đừng có nôn quá ha, tại vì mỗi ngày thì một clip qua chừng 5-6 người thôi, chứ qua nhiều cũng sao đâu làm clip 1 tiếng đồng hồ như trước được. Tại làm một clip 1 tiếng đồng hồ á thì các bạn xem không hết đó, thì cũng bây giờ 30 phút thôi. Tại đi tham quan farm thì cũng tranh thủ làm khoảng 30 phút cho bạn tham quan thôi ha, chứ thời gian lâu quá cũng không hay đó. Hy vọng các bạn nào mà kêu là Son làm clip ngắn thì các bạn cũng thông cảm, tại vì cũng có rất là nhiều bạn cũng không có thời gian để xem, thì các bạn cũng thông cảm cho Son ha. Thì Son làm clip bình quân được rồi đó. Đợt trước Son nói với các bạn á là cái sự kiện mà trong trống này mà các bạn không mua á, là đến khi mà Son mua nhiều rồi Son bỏ ra, các bạn không mua thì bây giờ á các bạn sẽ cảm thấy nhiều khi nó có một phần nào hối tiếc. Thì không sao đâu, các bạn nào mà muốn có trong trống thì cứ qua farm của Son xem ha, Son để đây cho các bạn ngắm thôi, chứ mình nhiều khi hiện tại đang dịch thì cũng không có điều kiện để mua, thì cứ qua xa farm Son ngắm. Cho các bạn ngắm miễn phí không tính tiền nha, chỉ cần bạn like clip cho Son là được rồi. Rồi thì clip hâm farm của Son đến đây cũng xin tạm dừng ha. Các bạn yêu quý Son thì đừng quên để lại cho Son một like và một comment nha các bạn. Rồi các bạn nào mà đang xem clip của Son mà chưa có bạn bè với Son á thì hãy kết bạn với Son, có cái đường link Son để ở trên màn ảnh kìa, các bạn thấy không, ở đây chứ, đây nó, bạn nhìn qua cái góc bên đây ha, nó thấy không, nó cái góc bên đây đó có cái đường link Facebook của Son á, thì bạn kết bạn Facebook với Son. Khi kết bạn Facebook với Son thì trong game HD nó sẽ tự động kết bạn với nhau. Với cái thao tác như thế này, bạn sẽ bấm vào cuốn sách nè ha, đó bạn bên một bạn bè này nè, nó nếu bạn kết bạn Facebook với Son thì nó sẽ hiện bên đây, nhưng mà khi mà bạn mới kết bạn thì chắc chắn nó sẽ không có lên, với điều kiện là bạn sẽ bấm vào cài đặt và bạn sẽ ngắt kết nối Facebook, và bạn sẽ kết nối Facebook lại thì nó sẽ hiện cái farm của Son lên. Nó và sau cũng vậy, khi kết nối với bạn, khi Facebook của Son kết bạn với bạn á, thì Son sẽ nhấn vào tắt kết nối và Son kết nối lại Facebook thì nó sẽ hiện cái farm của bạn lên, và sau lúc đó Son sẽ qua farm của bạn để Son học hỏi ý tưởng trang trí của bạn ha, và cho mọi người cùng học hỏi ý tưởng những trang trí đẹp của bạn để cùng nhau có một cái farm đẹp. Rồi thì mình tạm dừng và mình tạm xa nhau ở clip này, và mình sẽ gặp nhau ở clip sau ha các bạn. Rồi, mãi yêu các bạn.